Ông tới đây ông muốn cái gì?
Ông lục đội Huệ Năng nói: dạ con muốn cầu thành Phật. Ngũ Tổ nói: ông là người phương Nam, mọi rợ phương Nam mà cũng cầu thành Phật được ư? Đó là hỏi ướm thử cái trí tuệ của Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng: thưa Tổ, sư, người thì có Nam Bắc, chứ Phật tánh thì không có luận Bắc Nam. Câu đó câu đó hay lắm đó. Để kéo lại vấn đề là cái lá y này, người á, cái hình dáng của cái lá y á, cái màu sắc, cái hình dáng, cái kiểu cách của cái lá y thì người ta sáng tạo ra có Nam và Bắc, gọi là y Nam Tôn và y Bắc Tôn. Chứ còn cái sự giải thoát giác ngộ thì không có luận Bắc Nam. Do vậy cho nên là giải thoát giác ngộ đó không phải là y Nam Tôn mới được giải thoát, hay là phải theo y Bắc Tôn mới được giải thoát. Không phải. Giải thoát giác ngộ không có luận Bắc Tôn hay Nam Tôn. Cũng như y là cái áo, không có luận là Nam hay là Bắc. Vì vậy cho nên là tôi mặc cái áo mới này, mà các vị đặt vấn đề tôi mặc áo Nam Tôn hay Bắc Tôn, là cái điều đó mình cần phải học đó. Không phải Nam Tôn, cũng không phải Bắc Tôn. Các vị để ý cái đó không? Cái đạo giải thoát giác ngộ không có luận Bắc Nam. Còn cái gọi là Nam Tôn hay Bắc Tôn đó là do người ta tạo cái y, cái kiểu y, hình dáng và đắp y, và do cái sự truyền thừa từ cái vùng phương Nam đi từ phương Nam tới Việt Nam, hay là từ phương Bắc tới Việt Nam, mà người ta gọi đó là y Nam hay là y Bắc. Cái sự thật, cái đạo Phật dạy cho mọi người giải thoát giác ngộ, dạy cho mọi người hướng về vô thượng Bồ Đề, thì không có đặt vấn đề Bắc Nam ở trong những cái y. Đó là vấn đề Nam hay là Bắc. Còn có vị hồi nãy đó tôi mới nghe đây, có vị nói tôi mặc y khất sĩ cũng không trúng. Khất sĩ hay không khất sĩ là người chứ không phải là y. Các vị để ý cái đó nha. Nếu thật sự khất sĩ là cái người trên xin giáo pháp chư Phật, dưới xin từng bữa ăn của đàn Việt để nuôi thân, mà làm được việc đó thì gọi là khất sĩ. Chứ còn cái y thì không phải là khất sĩ. Do vậy cho nên nó là y khất sĩ cũng không trúng. Y như vậy là y khất sĩ cũng không trúng. Mà khất sĩ hay không khất sĩ là do con người có khất sĩ hay không có khất sĩ. Cái đó tôi nghĩ rằng là đại chúng cũng nên để ý cái đó đó. Chứ cái người đệ tử Phật đó, là không có giao cái mạng của mình, không có giao cái bộ óc, cái trí tuệ của mình là cho người khác. Muốn nói gì nói, rồi mình muốn nói gì nói mình cũng phải nghe, không phải vậy. Do vậy cho nên là tôi, nếu cái này tôi mặc áo này, các vị hỏi tôi nói đây là áo chánh thống Phật giáo, gọi tắt là y chánh thống. Còn khất sĩ hay không là tôi, nếu tôi đi khất sĩ thì tôi mới là người khất sĩ. Còn tôi không khất sĩ thì tôi mặc áo này cũng không phải là khất sĩ. Cũng như vấn đề Nam Bắc cũng vậy. Thành ra cái việc nhỏ nhỏ như vậy, đệ tử Phật mình cũng phải học đó. Chứ không là mình giao cho người ta, giao hết cả thân, cả tâm mình cho người ta mà. Rồi cái gì, ta nói gì mình cũng nghe là cái đó không nên. Bây giờ chúng ta tiếp tục học Kinh Đại Bát Niết Bàn đây. Gần đây tôi muốn cho các Phật tử đi sâu vào con đường tư duy quán chiếu và ứng dụng kinh điển trong cái đời sống, thực hành kinh điển, ứng dụng kinh điển trong đời sống của mình. Cho nên là mình học không có hao kinh, mà là hao băng hao đĩa.
cái câu nói đó Phật tử nói như là nói chơi mà là nó là sự thật đấy. Bởi vì thành thật mà nói, do cái sự tích lũy của tôi cho tới còn mấy tháng nữa là tôi kỷ niệm đúng 60 năm. 60 năm học đạo, rồi hành đạo và giảng dạy đạo. Còn mấy tháng nữa, ngày rằm tháng giêng là đúng 60 năm tròn. Bắt đầu tôi vô chùa, rồi tôi đi học đạo, hành đạo và giảng dạy cho tới ngày nay. Không có một năm nào tôi không có làm cái việc học đạo, hành đạo và giảng đạo. Do vậy mà phải nói rằng là cái quá trình mà lăn lộn, vui mình trong đạo Phật, phải nói rằng trong cái hàng ngũ anh em của tôi, cỡ tuổi tôi đó, coi như là cái kiểu của tôi là coi như không có. Học đạo, hành đạo, giảng đạo cho tới ngày nay không hề có năm nào không làm việc đó, không có tháng nào không nói việc đó, không nói về kinh điển. Do vậy mà nó có một cái sự tích lũy chân thật, một cái sự quân tập, sự tích lũy chân thật đi sâu vào kinh điển. Do vậy mà qua cái nhìn của tôi bây giờ, tôi nhắc lại cho đại chúng để các vị ôn lại bốn cái bài tứ đế, bốn cái thứ tứ đế mà tôi đã cống hiến cho toàn thể đại chúng mình. Các vị phải học sanh diệt tứ đế là gì? Phật dạy cái gì trong cái tứ đế mà gọi là tứ đế sanh diệt? Phật dạy cái gì giáo lý tứ đế mà gọi là giáo lý vô sanh tứ đế? Rồi Phật dạy cái gì trong cái thứ giáo lý tứ đế mà gọi là vô lượng tứ đế? Phật dạy cái gì cũng là giáo lý tứ đế mà gọi là vô tác tứ đế? Các vị học bốn cái thứ tứ đế đó, các vị sẽ thấy nó sâu sắc vô cùng và nó lợi ích vô cùng. Mà tôi xin nhắc nhở và lưu ý các vị để ý mà học cái vô lượng tứ đế, đi sâu vào cái vô lượng tứ đế. Nghĩa là bốn thứ nào cũng tuyệt đỉnh cao siêu, nhưng mà cái mà ứng dụng mà cho được cái vô lượng tứ đế trong cuộc sống của mình hàng ngày thì mình lợi ích lớn lao lắm. Thế còn bốn thứ nào cũng đều có cái sâu sắc vô cùng vô cực của giáo lý đạo Phật. Mà tôi muốn giới thiệu lưu ý các vị về vô lượng tứ đế đó, để các vị để ý nhìn đâu khổ đế đó mà, tứ đế là khổ tâm như nào, nhìn đâu các vị cũng có thấy khổ đế được hết. Ngay cả cái đám tiệc tùng ăn chơi sang trọng, quý tộc quý phái mà các vị có cái tuệ nhãn rồi đó, có cái thiên nhãn rồi đó, là các vị nhìn cũng thấy nguyên nhân của khổ đế nhiều lắm ở trong đó, trùng trùng khổ đế vô lượng. Mà trong cái ăn tiệc linh đình, trong nhà hàng năm sao, trong cái nhảy đầm nhảy lắc ha, đủ thứ vui vẻ mà các vị vẫn thấy là khổ đế vô lượng. Tôi làm quan lớn, quan vừa, quan bậc thượng, quan bậc trung, quan bậc hạ cũng thấy vô lượng khổ. Và sự thật những người ông quan đó đã khổ, đang khổ và còn sẽ khổ dài dài. Học cái vô lượng tứ đế chỗ đó. Rồi những gì nghèo người ta gọi là khổ chứ gì? Rồi những gì giàu mỗi tháng có 50 triệu ta gọi là an lành chứ gì? Còn những người mà giàu mà tháng có cả tỷ, rồi cả 5-3 tỷ, 10 tỷ, rồi có người sự nghiệp ta cả ngàn tỷ, người ta tưởng là sung sướng chứ gì? Không, nhìn trong cái tiền mà từ ngàn tỷ, người ta nghe qua, ta nhìn qua, ta vẫn biết là vô lượng khổ đế.
đấy nó là cái dữ liệu, là cái nguyên nhân của tập đen, rồi nó sẽ kết quả là khổ đen. Nói như vậy lấy gì chứng minh? Chứng minh đấy, tụ tổ dài dài, giám đốc, phó giám đốc, là kiểm sát trung ương, kiểm sát dài dài, là đủ thứ quan chức, đã khổ, đang khổ và sẽ khổ. Thế thì mình học cái vô lượng khổ đế, vô lượng tứ đế đó, mình nhìn bằng khổ đế, mà mình nhìn đâu mình cũng không thấy sự hạnh phúc an vui nào hết. Ngay cả cái mình ở đây hiện giờ mặt trời nắng chang chang vậy, mà bây giờ cơn bão số 8 nó hoành hành ở cái miền Trung, các cái tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi ở ngoài đó, còn trên thế giới bao nhiêu chỗ động đất, chỗ khác động đất được thì chỗ mình cũng không gần xa gì đó, nó cũng chịu cái quy luật vô thượng như vậy. Do vậy cho nên chúng ta không có tự tôn, tự mãn, tự đại, tự đắc, tự hào, ngạo mạn, là không cao gì hết, mà chúng ta vẫn thấy rằng là có cái thân ngũ uẩn này, thất đại này, sống trong cõi đời này là vô lượng khổ đế. Chẳng qua là đã đến, chẳng qua là đang đến, chẳng qua là sẽ đến vậy thôi. Đó, học nhìn như vậy đó. Nhìn đâu cũng khổ mà, đám cưới thấy đám cưới là hạnh phúc chứ gì. Nhưng mà ta biết rồi, không có coi vậy đó, chứ mà không hạnh phúc đâu. Người mà dúi vào trong vợ con, chồng con là giống như là vô lao ngục, nhưng mà còn hơn, tệ hơn lao ngục. Lao ngục còn có ngày ra khỏi, chứ còn là dướng dấp vô trong cái sợi dây ràng buộc của chồng, của con, của vợ của con rồi là không có ngày mãn an, khổ chung thân. Đây, người ta còn thấy tới đó, thấy đám cưới là người ta đã thấy tới cái đó rồi. Hỏi ai chỉ ai cũng trúng hết. Nếu mà là người ta thẳng thắn, ta can đảm, người ta nói là thì là nội đây là chỉ ai cũng vậy, cũng có cái đó hết rồi. Khổ sở vô lượng. Thành ra ta thấy cái vô lượng tập đế. Rồi vô lượng diệt đế. Diệt đế là tên khác của Niết Bàn á. À, các vị có để ý tu tập đi, rồi các vị sẽ thấy bất cứ đi đâu, ngồi đâu, ở đâu đều là Niết Bàn hết. Đều là Niết Bàn, đều là cực lạc, đều là tịnh độ hết. Giờ đâu mà nói vậy? Nhìn Lão Thế Tôn dạy: tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ, tịnh nhất tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Hãy cái tâm của mình mà thanh tịnh thì mình ngồi đâu chỗ đó là cõi Phật, là cõi tịnh độ. Do vậy cho nên là cái người mà muốn sanh sang tịnh độ là trước hết là phải tịnh cái tâm của mình. Tịnh cái tâm của mình là cái gì? Là cái tâm buông bỏ. Mà cái tâm buông bỏ này nó gần gũi với cái chiếc áo khất sĩ của Đức Phật hồi xưa. Cho nên tôi bây giờ tôi gần chết rồi thì tôi mặc cái áo khất sĩ của Đức Phật hồi xưa, chứ đừng lấy gì làm lạ. Không phải Nam Tôn, cũng không phải Bắc Tôn, cũng không phải là áo của khách sĩ hay là cái gì sĩ đó. Tại nên nhìn đâu cũng là tịnh độ. Mà tôi nói như vậy, tôi muốn nhấn mạnh với những vị từ 70 tuổi trở lên một cơ hội ngàn vàng để học cái đó. Tuổi nhỏ thì cũng phải học, nhưng mà tuổi nhỏ thì người ta khó nghe, người ta khó hiểu hơn, vì người ta nghĩ rằng người ta là gần chết, gần rồi, gần không còn gì nữa. Chứ còn cái tuổi mà từ 70 trở lên là luôn luôn là phải tập rằng là mình gần chết, mình gần rồi, mình sẽ không còn, gần tới cái chỗ không còn gì nữa. Do vậy mà mình phải tập nhìn ở đâu cũng là nguyên nhân của đau khổ, nhìn ở đâu cũng là nguyên nhân của phiền não khổ đau, để mình buông bỏ đi, thủy xả đi. Cho nên cái chiếc áo khất sĩ là Đức Phật, là cái người đi xin ăn đó, mà bỏ được rồi đó, các
rồi đó, thì các vị là gọi là tịnh tâm đó. Cái tâm mà gọi là không tịnh đó là tại vì là mình vui là mừng, là buồn là giận, là thương là sợ, là yêu là ghét, là thân là sơ, là bí là thử nè, rồi tám cái thứ gió ha, lợi là suy là quý là dữ là cơ là xưng là khổ là lạc, là tám cái thứ gió đó, nó cứ nó thổi mình lấy chuyển tương tục. Do vậy mà mình bị khổ đó. Nguyên do của nó đó. Do vậy cho nên là khi mà mình nhìn thấy được cái gì thực tướng của giận nó là vô, rồi mình buông bỏ, mình xả bỏ lần lần, xả bỏ đi. Tuổi già này thì xả bỏ càng dễ hơn, buông bỏ càng dễ hơn, cho nên phải tập buông bỏ. Từ đó mà cái tuổi già bắt đầu hưởng được cái niết bàn, cái hạnh phúc của tuổi già. Đó là tôi nói 70 trở lên là tôi còn dị tình lắm đó, chứ không phải đợi 70 trở lên. Có những người ta từng chết, đã chết, đang chết và sẽ chết. 30 có, 40 có, 50 có, 60 có. Cho nên là phải luôn luôn là tư duy về quốc, là thế gian vô thường, quốc độ quy thí, tứ đại khổ công, ngũ ấm vô ngã. Có được như vậy thì nó mới có an lành hạnh phúc, mình mới có được, thấy được cái niết bàn. Gọi đó là dực đế vô lượng. Cái tâm mà buông bỏ rồi, cái tâm mà thanh tịnh rồi, cái tâm xả rồi, thì nhìn đâu, ở đâu, ăn đâu, ngồi đâu đều là niết bàn. Học thêm một cái nữa là vô lượng đạo đế. Đạo đế là cái nguyên nhân mà để mà làm những việc lành, việc phải, việc phước, việc thiện để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì ở trường hợp nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, mình biết học, biết hành, mình đều làm được hết. Là nguyên nhân để đi tới chỗ thánh thiện, an lạc được hết. Thành ra cái đó là tôi muốn nhắc đại chúng cái đó. Đạo Phật rất là cụ thể, xuyên qua cái hành động thân miệng ý của mình, chứ đừng tìm học đạo Phật ở cái gì xa xôi trên mây trên trời, cái đó là mình sai lầm đấy. À, bây giờ thì mình trở về đây nè, trở về cái bài học của mình đây nè. Nói về sư tử hóc Bồ Tát, có 11 cái hành động của con sư tử. Tôi nhắc lại đại chúng mà, là tất cả cái danh hiệu của Bồ Tát đều là cái mật mã, đều là cái ký hiệu để nó chứa đựng cái phương pháp tu hành ở trong cái tên, cái danh hiệu của vị Bồ Tát đó. Cho nên mọi người phải xác định tự biết rằng là nếu Bồ Tát cái tên gì đó mà mình ứng dụng, mình tu hành, mình thực hiện được những cái pháp môn tu tập đó thì mình là Bồ Tát đó. Chứ Bồ Tát đó không có một cái dáng vẻ mặt mày độc quyền đăng ký rằng mặt mày của tôi như vậy, các anh không phải như vậy là các anh không được đặt cái tên đó, không phải vậy. Mà tất cả mọi người ai làm được hạnh đó, hạnh của sư tử hống thì chúng ta là sư tử hống Bồ Tát. Ai làm cái hạnh của đại trí văn thù thì chúng ta là đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát. Ai làm cái hạnh mà thường lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, mà tư duy mà quán chiếu mà sửa chữa thì mình là Quán Thế Âm Bồ Tát. Học vậy mới gọi là học Phật thiệt đó, còn Phật không là chúng ta học giả đó nha. Không nghe được cái thiệt thì tu rất cực, mong mỏi, trông chờ, tìm cầu, gian giá, lại lục, thậm chí chi tiêu rất nhiều tiền bạc mà mình không có được cái lợi ích. Thế là bây giờ nói về như sư tử hống Bồ Tát này. Bữa hôm tôi đang nói về thập trí lực của Phật các bạn.
sư tử nó có cái sức mạnh. Trí tuệ là nanh vuốt của sư tử ống, tứ diệu túc là chân của sư tử ống Bồ Tát, lục ba la mật là thân của sư tử ống Bồ Tát, thập trí lực là sức mạnh của sư tử ống Bồ Tát. Và hôm nay chúng ta đang học cái 10 cái thứ trí lực. Thì sư vị sư trí lực, tinh tấn trí lực, rồi tri chư căn trí lực, mà có cái trí lực kêu bằng tri chư căn. Tri chư căn là thấy người đó, nghe người đó, người đó nói vài câu, hỏi vài lời là Đức Phật biết căn cơ chủng tánh của người đó. Người đó muốn gì, nghĩ gì, gọi là tri chư căn trí lực. Rồi tri tam muội trí lực, cái chữ tâm muội mà không có Phật tử hỏi tôi đó. Cái chữ tâm muội mà tôi đã nhắc nhiều lần trong cái chuyện Tây Du Ký, có dùng cái chữ tâm muội chân quả. Tâm muội chân quả sẽ đốt bất cứ cái gì cũng cháy hết. Đó là cái chữ tâm muội, có nghĩa là bất thọ nhất thiết thọ, tôi dịch là bất thọ nhất thiết thọ. Chứ tâm muội thì dịch gọn là chánh thọ. Mà chánh thọ là gì? Là bất thọ chứ thiết thọ. Nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật, núi sông đất liền trời tăng men nước cỏ cây hoa lá, tất cả sự vật trên thế gian này mình thấy đó, mình biết nó là hữu vi pháp. Cho nên người ta không có đam mê một pháp hữu vi nào, người ta không thọ một pháp hữu vi nào, người ta không chấp mắt một pháp hữu vi nào ở trong cái vũ trụ này. Do vậy mà thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không ngửi nếm xúc biết gì hết. Nhưng mà không biết gì hết mà biết tất cả. Ý tứ này tôi đã nói nhiều lần. Thành ra cái người mà gọi là được tích thọ đó là bất thọ chứ thiết thọ đó, nghĩa là sự vật sắc thanh hương vị xuất pháp ở trên cái cõi đời này vẫn y nhiên đó, không cần phải đem đốt, đem nghiền, đem tán, đem làm cho nó tiêu diệt chi hết, không cần. Nhưng mà cái người mà tu mà đạt được cái trình độ là tâm muội đó, nhập được cái tâm muội chân định đó, thì người đó không có tương quan với lục trần, thấy nghe xúc biết tất cả mà giống như không thấy không nghe không xúc không biết tất cả. Thế thì cái người như thế ta gọi là tam muội. Do vậy cho nên ta gọi là đốt cháy hết, đốt cháy hết, cái gì cũng đốt cháy hết. Sắc nhìn nó sắc thì ta không tương quan với sắc, thế là coi như đốt cháy về sắc. Nghe âm thanh, thường thường mình nghe âm thanh là mình mê nhạc Tàu, nhạc Tây, nhạc mới, cổ tân nhạc, cổ nhạc, mình mê âm thanh thì mình phải sẽ là đam mê lưu niếm và ước mơ trông chờ mong đợi tìm kiếm cái thứ đó. Ở đây nghe âm thanh mà không có đam mê, không có lưu niếm, thành nghe âm thanh mà giống như không nghe gì hết, thành nó đốt cháy âm thanh. Tâm muội chân quả này nó đốt cháy âm thanh. Âm thanh nó không có, nhưng mà bao nhiêu người chết vì âm thanh, vì ca kỹ nhạc. Nhưng mà người này nghe ca kỹ nhạc không ăn thua gì hết, giống như không có. Thành ra nhờ cái tâm muội chân quả nó đốt cháy âm thanh, đốt cháy sắc, đốt cháy thanh. Rồi hương cũng vậy. Hương mình mê hương hả? Mình mua thứ hương đắt tiền ghê gớm mình xài. Nhưng mà cái người mà tu tâm muội á, người ta trụ trong tâm muội rồi đó, thì là tất cả thứ hương nào có cũng như không, không cũng như có. Do vậy mà cái tâm muội nó đốt cả hương. Vị là các thứ đồ ăn cũng vậy. Đức Phật hồi xưa đi khất thực không
hề có lựa đồ ăn ngon, nhưng mà Đức Phật vẫn có sự an lành, thanh tịnh giải thoát tới 80 tuổi giống như mọi người, mà không hề đòi hỏi đồ ăn ngon, không đam mê một thứ gì. Cho nên là Phật ở thường ở tu ở trong tam muội, đốt luôn cả vị trần, xúc trần, pháp trần. Trú trong tam muội là đốt cháy tất cả. Cái ý đó là cái ý tam muội chân quả, đốt cháy tất cả là vậy. Không cần đốt mà cháy hết, cháy không có lửa mà cháy hết, cháy cả núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, cháy hết mà không thấy có lửa. Đó, cái chữ tam muội là như vậy. Hoặc là tri chư định tam muội, tri chư tam muội, trí lực. À, Đức Phật vô số tạo cái điều kiện để cho mình thường trú ở trong cái tam muội đó. Mà người thường trú trong tam muội là đốt cháy hết. Thì nói cháy hết là mình nói nghe nhiều vậy chứ kỳ thật á, nó tóm lại tất cả những cái gì trên con đời này nó giờ gồm có trong có 6 món thôi. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có 6 cái yếu tố đó mà nó cấu tạo ra, nó hình thành cái đối tượng trước mắt ta đó, chứ kỳ thật là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà đây mà làm chủ được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục căn của ta không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó tác động, nó lôi kéo, nó nhận chìm, thì coi như là chúng ta trụ ở trong cái tâm mũi đó mà đốt cháy hết. Đốt không cần lửa mà cháy hết. Đó là cái cách tu tập đó. Thành ra người ta biểu hiện ra trong Tây Du Ký, nó viết ra Na Tra có cái tam muội chân quả là đốt cháy tất. Bất cứ địch thù nào hả, đụng tới Na Tra là Na Tra mà giật cái bánh xe tam muội chân quả ra là đốt cháy tất. Trừ Tề Thiên Đại Thánh là đốt không chết, đốt bay trong mây, đã đời rất đung ở trong cái ao đó, cái nằm đó nằm hồi cái rồi chớp mắt cái sẽ dậy ha, dậy rồi lần cái rồi đi về nghỉ ngơi cái khỏe. Tại sao vậy? Tại vì Tề Thiên Đại Thánh tức là ngộ không, mà ngộ không tức là bát nhã chân không, mà đã là bát nhã chân không là không thì không có cái gì đốt cái không được, không có gì làm chết cái không được. Na Tra đốt cái gì là đốt chứ còn cái bầu hư không là sao đốt? Là sao đốt bầu hư không tiêu được? Cái người mà tỏ ngộ cái chân không rồi là không có cái gì đốt được. Không có bị cái gì tác động làm cho khổ đau. Trong đó kể cả việc mà binh và chết cũng không có hề sợ sợ. Để cái đó mà học, để cái đó mà tu tập. Rồi còn cái tri chư thiền định tam muội. Cái chư thiền định đó, ta dịch đó nó là một là tỉnh lự, hai á là tư duy. À, tư duy, tỉnh lự hay là tư duy. Thế thì thiền định rõ ràng là theo Phật học là nó có nghĩa cụ thể vậy đó. Nó phải có cái đối tượng. Mà nói tới tu tập thiền định là phải có đối tượng. Đối tượng để cho ta tỉnh lự. Tỉnh lự tức là tên khác của tư duy. Thì mình nói cho dễ hiểu là cái chữ tư duy phổ biến ai cũng hiểu. Phải có cái đối tượng để cho ta tư duy. Chứ bất cứ là ai mà dạy mình mà gọi là tu thiền định mà bằng cái kiểu ngồi kiểu nào, mấy giờ đồng hồ, mấy tiếng, một đêm, mấy lần, một ngày, mấy lần mà không có sắp xếp cho ta cái đối tượng để tư duy á, thì coi như là ta dạy cái đó là hoàn toàn không phải định của Đạo Phật. Định của Đạo Phật là phải có đối tượng để tư duy. Cho nên là chư thiền định trí lực. Đức Phật biết nhiều thứ thiền định lắm. Có nghĩa là đối với Đạo Phật là bất cứ một cái gì ở trong cuộc đời này là đối tượng của Đức Phật để tu thiền định được hết. Cái bậc tri chư căn, tri chư thiền định, tri chư thiền định nhiều lắm.
quán thân bất tịnh là một đối tượng. Nó soi rọi vào thân người, coi coi thật sự cái thân mình có bất tịnh không, có là nguyên nhân của khổ đau không, có vô ngã thật sự không. Mà vấn đề hết sức quan trọng là vấn đề vô ngã. Từ vô ngã mới thấy được vô thường, mà thấy được vô thường tức là thấy vô pháp, tức là vô ngã và vô pháp. Nó nói rút gọn lại là chỉ có hai cái từ vô ngã và vô pháp. Và nguyên nhân của đau khổ của phàm phu là do chấp ngã và chấp pháp. Thành ra cái đối tượng mà tu hành là tuy là nó vô số, nhưng mà kỳ thật là tư duy làm sao cho diệt trừ được cái ý niệm về vô ngã, thấy cho được cái chân lý vô ngã. Mà thấy chân lý vô ngã rồi thì đồng thời cũng thấy chân lý vô pháp không có khó khăn. Do vậy cho nên là gọi là thiền định đó, là cái trước nhất là phải để ý quán thân bất tịnh, quán cái thân ngũ uẩn này, tìm thấy cho được nó là không có cái tự ngã. Cái đó mà nếu mà người đệ tử Phật mà không chịu tu, không chịu tư duy, không chịu quán chiếu, không chịu ứng dụng trong cuộc sống để thấy, thì thành thật mà nói xin lỗi các vị, chúng ta mò trăng đáy nước thả mồi bắt bóng, mò trăng đáy nước, chúng ta tìm không có cái gì khác để đem lại cho chúng ta an vui hạnh phúc giải thoát giác ngộ được đâu. Cho nên là phải tư duy quán chiếu vấn đề vô ngã. Khi mà nhận thấy được vô ngã rồi thì các vị bước sang qua cái lãnh vực và nhìn dạng pháp là vô thường đó, không còn khó nữa. Thấy được, tư duy nhận thức được vô ngã có nghĩa là các vị thấy được giác ngộ hiện tượng dạng pháp bên cái mặt không gian, thấy được bên mặt không gian, từ không gian tất cả sự vật hiện tượng rời rạc mênh mông trong không gian, do nhân duyên hòa hợp mà những cái chất liệu vốn không có trong không gian đó, vậy mà nó tương quan, nó tác dụng rồi nó diễn biến, nó hình thành ra có. Vậy thì cái có đó là cái có do hằng hà sa số cái không có gì hết. Đây ví dụ cái bông này, bông này ở trong không gian tìm ở trong cái gì cho có. Đấy, nhìn cái bông này nè, các vị tìm trong không gian này các vị thấy cái gì là cái hoa này? Không hề có. Đất không hề có, nước không hề có, gió không hề có, lửa không hề có, hư không hề có. Không có cái gì là cái này. Vậy mà do nhiều cái không có gì đó, nó lại tương quan, nó tác dụng mà nó hình thành ra cái này. Nó gom lại đủ yếu tố, nó gom lại nó thành ra cái gọi là cái cây sen, thì cái hoa sen này. Do vậy cho nên là người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy cái này là gọi là vô ngã. Nó vốn là những cái bàn bạc mênh mông vô tận trong không gian, nó không là cái gì hết. Nhưng mà từ cái sự tương quan tác động duyên khởi, nó hình thành ra cái gọi là cái cây sen, là hoa sen. Từ chỗ đó cho nên ta nhận thức rằng là cái hoa sen này là một cái loại hoa, là cây vô ngã. Rồi nhận thức cái hoa sen xong rồi nhận thức cái bình này cũng vậy. Rồi tất cả cái gì người nhìn vô mình, con người mình cũng vậy. Từ chỗ đó ta thấy được cái chân lý vô ngã. Mà thấy được chân lý vô ngã có nghĩa là cái trí tuệ nhận thức nhìn thấy bên mặt không gian vô tận, vốn không có gì hết, vậy mà duyên khởi hình thành ra có. Vậy thì cái có đó là cái có vô ngã. Đó, thế thì hiểu bên mặt không gian rồi, không có gì hết mà lên thành nó có. Vậy thì kết luận là cái có đó là cái có vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nhìn bên mặt thời gian nó vô thường. Đấy, vì vô ngã mà nó có ra cái này. Cái này bản chất nó là vô ngã. Rồi cứ xài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng,
tức là dựa theo thời gian mà nó cũ, nó hư, nó mất, nó thành ra là rác đến, nó thành ra nó tan thành trở lại bụi bặm, rồi nó cuối cùng nó không có gì. Vậy thì từ vô ngã mà nhìn bên mặt thời gian thì nó chuyển biến ra thành cái chân lý vô thường. Do nhận thức được chân lý vô ngã rồi thì bên mặt không gian rồi, thì nhìn bên mặt thời gian thấy ra thì vô thường cũng là vô ngã cũng là vô thường. Chẳng qua là nhìn bên mặt không gian hay là bên mặt thời gian thôi. Do đó cho nên đúc kết lại rằng là tất cả hiện tượng văn pháp đều là vô ngã và vô thường. Đấy, thiền định là vậy đó. Mà vô ngã vô thường thì truy nguyên ra là nó không có cái gì an lành, hạnh phúc, tự tại, tự do, độc lập, tự chủ gì cả. Nó là bất tịnh, nó là nguyên nhân của mục bở, của hư nát, của sống xa, của đau khổ. Bất tịnh cho nên là nó ra khổ. Thành ra cuộc đời là vô ngã, cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là nó bất tịnh, cho nên nó khổ. Nó thành ra cái cuộc đời mà chúng sinh phải chịu. Còn người đệ tử Phật là đi ngược dòng thời gian, tư duy quán chiếu tìm thấy cho được cái gốc vô ngã, phân ra cái hiện tượng vô thường, từ vô ngã vô thường đánh giá luôn cả bất tịnh và khổ, từ đó mà mình xa lìa, gọi đó là người tu tập để mà có giải thoát giác ngộ. Đấy, cái chữ thiền định là phải có đối tượng tư duy để. Cho nên là rất khó. Đạo Phật thì không khó, nhưng mà cái người mà thiện hữu tri thức mà giúp đỡ, mà hướng dẫn mình đi con đường chân chánh, phải nói rằng rất khó kiếm, khó có, và cũng không dễ gì phân biệt chánh tà. Không dễ gì phân biệt chánh tà. Tôi nói đây đó là kỹ nhất và thô bạo nhất, mạnh mẽ nhất. Mà mạnh mẽ thì các vị nói, cái ông đó ông nói dữ quá, thành ra tao không thèm nghe. Có như vậy đó, tao không thèm nghe ông đó. Ông nói nghe mạnh quá. Tao là mê tín gì đó, rồi tôi tin rồi đó, giờ là hồ ly thượng động, là thủy quan hà bá, là ngọc hoàng thượng đế gì, tao cũng tin hết, mà ông thầy này ông nó không có. Thành tao không ương thầy này, tao không nghe. Thế thì làm gì được? Tôi làm gì được? Do vậy cho nên là dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Thuốc nó trị là nó trị cái bệnh, cái người đó không chết thì thuốc đó mới trị được. Còn Phật độ á, giáo quá độ á, thì độ cái người có duyên, cái người không có duyên độ không có được. Thành ra cái lớp ở đây nè, chùa Vĩnh Nghiêm mình đây nè, là học kỹ nhất và nói mạnh nhất, chịu chấp nhận đau cô đơn, mà cũng không phải ai cũng nghe nha. Học khá lâu, mà khi mà tôi đứng bên ngoài, tôi khách quan, tôi lắng nghe đó, thì không phải ai cũng đi xa được đâu. Chưa có bao nhiêu người đi được xa. Chập chững. Bởi vì tôi nghĩ rằng là các vị văn mà không có tư, mà tư mà không có tu thì không bao giờ đi vào đạo Phật được. Chừng nào mà các vị đọc kinh, đọc sách, người ta gọi là kinh sách, mà các vị giáo quẹt bỏ, quăng luôn, chừng đó mới có thể. Nhưng mà quẹt bỏ quăng luôn là phải coi chừng là dựa vào tiêu chuẩn nào mà quẹt bỏ của người ta, dựa vào tiêu chuẩn nào mà quăng luôn à. Chứ cái mà mình nghe không nổi, mình không hiểu rồi, mình không giữ ý, mình quăng là không đúng rồi nha. Khó nè, cho nên nó khó lắm. Vi nhân nan, tả đắc chỉ tận, búp đầu càng, cánh tả kỹ cá, vi nhân nan. Làm người khó, làm người rất khó, tả cái việc làm người khó đó, giấy hết rồi với khô, tả cũng không hết cái việc làm người khó. Khó lắm. Đại từ bi là đuôi. Sư tử không á. Cái con sư tử là, đại từ bi là đuôi con sư tử. Thành ra sư tử hống là Bồ Tát, là cái danh hiệu để chứa đựng cái phương pháp tu hành. Trong này phải có phải phải phải, phải
phải tu đại từ bi. Đại từ bi là các vị phải biết đó, từ bi hỷ xả, ta gọi đó là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm đó mà Đức Phật cái đem mà gieo trồng ở trong vô lượng chúng sanh, những cái đức từ bi hỷ xả gọi là tứ vô lượng tâm. Mà đại từ bi á, tức là từ năng hỷ lạc, bi năng bạc khổ, cho vui tất cả chúng sanh và nhổ đi cái gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Đó là cái đuôi của sư tử đó. An trú tứ thiền là hang thanh tịnh. Cái này hổm tôi nói hổm rồi đó. Sư tử ống, cái con sư tử, cái hang của nó là an trú trong tứ thiền. À, phải lấy ly để sanh hỷ lạc, tu định để có ra hỷ lạc. Cái hỷ lạc đó, muốn có cái hỷ lạc cao hơn phải ly cái hỷ lạc đó, có cái nhiều lạc. Cuối cùng rồi xả, đã từ đại bi này đã xả, xả chỉ còn có một niệm thanh tịnh thôi. Lấy cái đó mà làm cái hang của sư tử đó. Lấy tứ thiền làm hang. Vì chúng sanh mà gầm rống pháp âm như sư tử nhằm dẹp phá ma quân, hiển bày trí lực Phật, mở mang đường lối làm cho nương, là chỗ nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh. Mấy cái này đều là ý nghĩa rất là quan trọng. À, gầm rống pháp âm như sư tử nhằm dẹp phá ma quân. Cái từ ma quân tôi nói rằng tôi nói mà tôi không biết đại chúng là có để ý chưa. Thế cái từ ma quân này chúng ta phải học và phải hành thật sự. Ma nó có bốn thứ ma, chứ nó không phải là cái loại mà xanh nanh bạc rồi trời mưa cái rồi nó xẹt lên đất lân tinh màu xanh ở các nghĩa địa như người ta hiểu. Không phải, không phải thứ ma đó. Cho nên là phải chinh phục các thứ ma quân là phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma. Và tử ma là một cái thứ mà nói ra là không mấy người dễ nhận, bởi vì ai cũng sợ chết lắm. 60 trở lên, 70, 80 cỡ đó nói khả dĩ có thể nghe nổi mà cũng còn chưa nghe nổi. Còn nói chi mà dưới 60 mà nói cái chuyện chết mà đừng sợ thì dường như không ai chấp nhận. Nhưng mà thật sự là cái người đệ tử Phật à, dù mình còn trẻ nhưng mà phải luôn luôn là tư duy quán chiếu về tử ma. Phải học cái câu vô thường lão bệnh bất dưỡng nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Đức Phật đã từng hỏi các vị tỳ kheo rằng mạng người sao ấy với ông, mạng người được bao lâu? Người nói mạng người trong một ngày. Phật nó chưa hiểu đạo. Hỏi ông khác theo ý ông thì mạng người nó được bao lâu? Người nó nói về trong bữa ăn. Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Hỏi ông khác theo ý ông hiểu thế nào vấn đề mạng người? Ông thì kêu nói bạch cái tông theo con hiểu là mạng người trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào là rồi, hoặc là hít vào mà không thở ra được là rồi. Phật nói ông hiểu đạo đó. Do vậy mà bậc tiền bối ta nó mặc đại lão lai phương niệm Phật mà cô Phật đa thị thiếu niên nhân. Tu hành đừng có hẹn tới già, tới bao nhiêu tuổi hết á. Đi ra nghĩa địa mà coi, biết bao nhiêu cái thứ mồ mả của trẻ con, bao nhiêu thì mồ mả của người lớn cũng bao nhiêu như vậy. Đấy. Do vậy cho nên là bỏ dẹp bỏ cái ma quân mà trong đó có cái tử ma là ghê gớm lắm, đâu phải để ý đó. Hiển bày trí lực Phật, mở đường lối làm chỗ đường về cho bọn tà kiến. Tà kiến đó, chúng ta mà không khéo là học mấy
40 năm vậy là ngồi đông vậy nè, mà chúng ta vẫn còn tà kiến dài dài. Thân kiến các vị giải quyết được chưa? Biên kiến các vị hiểu kỹ chưa? Tà kiến là mê tất cả những cái thứ quỷ thần không bao giờ có đó. Mà trên thế giới này là biết bao nhiêu triệu cái thứ dân tộc. Mình hiểu rằng trên thế giới có trăm mấy chục nước rồi chứ bao nhiêu triệu thứ dân tộc. Chứ không phải là 170-180 nước có lá cờ đó, rồi 170 rồi giống dân, không phải vậy đâu. Trong một nước thì nó có nước cả ngàn, có nước 2-3 ngàn giống dân tộc. Nước Việt Nam mình hiện giờ có một cái giống dân tộc đó, nó có chừng 200 người thôi. Nó mà vẫn có nói một thứ tiếng, một thứ văn hóa. Cho nên là mình nói rằng Việt Nam mình có 4-5-60 thứ giống người chứ không phải hơn nữa. Mình chưa phát hiện ra hết. Cho nên mỗi một giống dân tộc vậy nó có một cái kiến giải, một cái sự chấp mắc, một sự tin tưởng, một sự thờ phượng, sự cúng lại, sự là tin tưởng khác nhau. Mà tin như vậy là tà kiến đó. Tà kiến đó. Riêng với tôi thì tôi nhìn thức, tôi nhận thức là cái đạo Phật của chúng ta phải nói rằng là chính kiến đấy. Nhưng mà mình nói đạo Phật mình chính kiến chứ không phải người nào ta cũng nghe. Bởi vì đạo Phật của mình á, 10 pháp giới đều là đầu ta và tim, tim của ta mà thôi. Nhật nhân dục liễu tri tâm thế chứ thuyết Phật ưng quán pháp giới tâm nhất thiết, duy tâm tạo. Tâm đây không nghĩa là trái tim, cũng phải riêng cho cái đầu. Mà vừa đầu vừa tim, mà đầu tim mà không phải là đầu tim là cái này, mà cái tâm là cái mà không bao giờ tìm có là cái gì. À, cái chữ tâm nó ngộ vậy nè. Tâm là cái tư duy, cái nghĩ ngợi. Nó không là cái gì hết, nhưng mà nó làm cho ta có thể đau khổ ghê gớm, cung cực, cực ác. Nó cũng làm cho ta cực thiện, nó làm cho ta cung cực đau khổ, mà nó cũng có thể làm cho ta cung cực an lạc niết bàn. Cái đó chứ không phải là tâm là tim, mà cũng không phải là ốc. Nó không rời tim và ốc, mà nó không phải tim ốc. Nhất thiết duy tâm đạo, chỗ đó chỗ hay lắm. Cho nên chúng ta học đạo rồi chúng ta đâu có ngán cái thứ quỷ ma thần thánh gì người ta nói đó. Hoàn toàn không bao giờ nghe. Tôi thì không bao giờ nghe bất cứ ông gì. Nhưng mà mình, nó là tôi, nhưng người ta thì không phải là tôi. Cho nên là may mắn một vài người nhận thức giống mình, thì mình cũng thấy có đồng minh cũng vui đấy. Nhưng mà còn đại đa số là người ta không chấp nhận nổi cái đó. Cái đó người ta gọi là chủ nghĩa vô thần. Mà sự thật, mình không phải là đi theo cái đạo của ông Các Bác. Mà ông Các Bác là gì? Là cái người, tôi cho là cái người có nghiên cứu đạo Phật. Cho nên ông quýnh gục các cái thứ mà hữu thần nhảm nhí. Rồi ông lập ra cái một cái tư tưởng là vị tha, tư tưởng vị tha bình đẳng. Nhưng mà người ta đi theo không kịp cái tư tưởng vị tha bình đẳng đó. Ông đưa ra chủ nghĩa vô thần, người ta chịu không nổi. Thế giới chịu không nổi, thành ra chống vô thần. Rồi cái mà gọi là cộng sản đó, tức là mọi người của cả làm ăn là chung cùng chia sớt lẫn nhau bình đẳng để xài bình đẳng đó, làm cũng không nổi. Vì làm không nổi cho nên người ta không chấp nhận cái chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa cộng sản. Chứ không phải là hai cái chủ nghĩa đó là sai, không có sai. Phật là vô thần đây. Nhưng mà mình nói Phật mình vô thần là bổn đạo bỏ hết. Bỏ hết. Trời ơi, tôi tin Phật mà. Tôi tin trời mà hả? Có Phật là có trời. Mà có trời là có thần, có thánh. Thế là tung hàm bà làng sáng cấu. Mà tin hàm bà làng sáng cấu như vậy là lại là không phải đạo Phật. Đấy, do vậy cho nên là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo này nè. Chấp nhận đấy. Tôi nói ra như vậy nghĩa là tôi chấp nhận. Biết bao nhiêu người không chịu nổi. Người ta chịu tin lung tung beng, thờ lung tung beng, lại lung tung beng, cầu nguyện lung tung beng để
đạo Phật á, thì là trời ơi, kim sanh tiểu tu quyết đáng, tiểu liệu bất do biệt, nghiệp do tức ý dùng duyên, bất giữ chư trần tác ý, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tổ nói, Tổ Sơn nói thế. Đời này tự mình định đoạt số phận mình không do ai hết, tâm vẫn không có gì, cảnh vẫn tịch mịch vắng lặng, cũng không làm tội lỗi cho ai. Ấy thế mà tại vì mình bất thông, mình bất thông, mình bị chấp ngã, mình bị chấp pháp, thành ra tâm và cảnh mình nó ràng buộc nhau làm cho mình đau khổ. Thế thì bây giờ tức ý dung nhiên bất giữ chư trần tác nói, dứt đi cái ý niệm chấp mắt ở bên trong, phải làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình. Phải làm chủ được sắc thanh hơn vị xúc pháp là cái đồ không có thật, nó là pháp duyên sinh như quyển, đừng đam mê nó. Thế thì tâm không cảnh tịch, vậy mà chỉ vị cửu thể bất thông, từ nào giờ mình không biết vậy. À, cho nên mình đau khổ vì nó. Chứ kỳ thật tâm vẫn không cảnh vẫn tịch, không ai làm khổ cho ai gì hết. Mà tại mình khổ là tại mình bất thông đây, tại mình không nhận thức được cái chân lý tâm không cảnh tịch. Thế thì mình nói tới đó rồi, cái là nó đi vào cái chân lý của đạo Phật. Mà người ta lo làm giàu nghèo thua phải quấy tốt xấu, ta đâu có tư duy quán chiếu nổi cái đó. Thành ra mình nói là ta không nghe thì là ta mình phải chịu cô đơn thôi. Đấy, do vậy cho nên là tôi là tu sĩ, tôi đệ tử Phật đây, nhưng mà tôi nhìn cái tổ chức, cái việc tu hành của đạo Phật chúng tôi ngán vô cùng vô tận. Ngán là sao? Ngán là nếu mà mình đồng hè nhau, mình nói thật hết, thì chẳng lẽ đạo Phật mình không có bổn đạo đệ tử gì hết sao? Ít quá. Còn bằng chiều họ, để cho họ vừa ý, cho đông á, để quy được nhiều á, mà mình không dám nói thẳng á, thì cái đó mình còn có kiếm đệ tử quy nhiều được. Nhưng mà cái đó mình nói như vậy là không phải đạo Phật. Cho nên dưới con mắt tôi mà tôi đi thấy cái chùa mà vẽ cái hình của thập điện minh vương đó, nhất điện bình đẳng vương, nhị điện thới vương, vương tam hiện cống đế vương, rồi quỷ sứ móc rũa cắt lưỡi rồi này kia đó, tôi nhìn tôi thấy cái đó nó đau cái lòng của tôi biết chừng nào. Làm gì có những cái thằng đó, chú bày quyền gì, chú bày xử người ta, ai phong ai bỏ phiếu, mà rồi cắt lưỡi đời này qua đời khác, mổ ruột nấu dầu hành hạ người ta. Cho nên cái đó là một cái hình dung là thấp nhất để độ cho những cái người mà không chịu học, buông lòng phải nói cái lý nhân quả bằng cái kiểu tạo ra cái gọi là thập điện minh vương đó, tạo ra nhà văn, tạo ra thập điện minh vương đó để hù, để dọa những cái người mà không chịu tu hành. Chứ cảnh đó làm gì có thiệt. Thành ra tôi nhìn qua là tôi cười tôi đi thôi. Còn các bà các cô thì gặp đâu là xích xoa đó, hết thà đó, xá, sợ, lại nữa. Có người ta tạc ở trong nhất tượng những cái phù điêu rất đẹp, thì lại coi còn trang trọng, là còn sợ dữ tận đó. Chứ kỳ thật không hề có cái đó. Ê, cái đó khó lắm đó nha. Cái chữ tà kiến đó vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh đấy. Cái chữ đó là ghê gớm. Vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh. Mà trên đời này ai lại không ham sanh? Ai lại không sợ tử? Mà đây mà mình nói mà mình bảo người ta không sợ tử thì làm sao người ta chịu được? Đấy. Nhưng mà sự thật, các vị lớn tuổi phải để ý nghe Phật đi, để mà an lành trong cái khúc chót. Còn cái tuổi trẻ thôi, tôi coi như không dám nói tới. Cứ hút hít, cứ chích chót, cứ nhảy nhót, cứ thuốc lắc lắc, cứ đờn ca hát sướng, cứ là người mẫu, cứ là tiếng hát truyền hình vân vân. Trục cái đó rồi đối với tôi nhìn vô tôi thấy nguyên nhân đau khổ tàn bạo.
lượng khổ đấy. Thì cái cô gì đó nổi tiếng vợ trong tù cái cà, cái cô rất nổi tiếng, cái tên tốt gì Yếm Yếm gì đó, à, nổi tiếng đấy, đó, sang đó, đẹp đó, làm ra tiền đấy. Cho nên cái cỡ tuổi đó thì tôi không nói, nhưng mà tôi muốn nói những người từ 60 trở lên, 70 trở lên thì càng phải nên nghĩ thế này, dỗ về an ủi những người sợ sẽ tử sanh, đừng ham sanh nữa mà đừng sợ chết. Con cháu nó nuôi nổi thì nó cho gì ăn nấy, nó mượn mình coi nhà thì mình coi nhà, nó mượn mình giữ cháu thì khả năng giữ được thì giữ, rồi thì tâm hồn để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó thảnh thơi, để mà hướng về với cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất bất tịnh, thường tư duy, thường quán chiếu, thường trụ trong cái chánh định, cái tâm mũi đó, để mà hưởng cái an lạc của Niết Bàn mà Đức Phật đã cho ban tặng đó. Thôi hết giờ rồi, gần đây cũng được. Đi mãi nữa. Không khó, nhưng mà cái người mà thiện hữu tri thức mà giúp đỡ mà hướng dẫn mình đi con đường chân chánh phải nói rằng rất khó kiếm, khó có, và cũng không dễ gì phân biệt chánh tà, không dễ gì phân biệt chánh tà. Tôi nói đây đó là kỹ nhất và thô bạo nhất, mạnh mẽ nhất. Mà mạnh mẽ thì các vị nói, ờ cái ông đó ông nói dữ quá, thành ra tao không thèm nghe. Có như vậy đó, tao không thèm nghe ông đó. Ông nói nghe mạnh quá. Tao là mê tín gì đó, rồi tôi tin rồi đó, giờ là Hồ Ly Thượng Động, là Thủy Quang Hà Bá, là Ngọc Hoàng Thượng Đế gì tao cũng tin hết, mà ông thầy này ông nó không có. Thành tao không ưa thầy này, tao không nghe. Thế thì làm gì được? Tôi làm gì được? Do vậy cho nên là dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Thuốc nó trị là nó trị cái bệnh, cái người đó không chết thì thuốc đó mới trị được. Còn Phật độ á, giáo hóa độ á, thì độ cái người có duyên, cái người không có duyên độ không có được. Thành ra cái lớp ở đây nè, Chùa Vĩnh Nghiêm mình đây nè, là học kỹ nhất và nói mạnh nhất, chịu chấp nhận đau cô đơn, mà cũng không phải ai cũng nghe nha. À, học khá lâu, mà khi mà tôi đứng bên ngoài, tôi khách quan, tôi lắng nghe đó, thì không phải ai cũng đi xa được đâu. Chưa có bao nhiêu người đi được xa, chập chững. Bởi vì tôi nghĩ rằng là các vị văn mà không có tư, tư mà không có tu thì không bao giờ đi vào đạo Phật. Chừng nào mà các vị đọc kinh, đọc sách, người ta gọi là kinh sách, mà các vị giáo quẹt bỏ, quăng luôn, chừng đó mới có thể. Nhưng mà quẹt bỏ, quăng luôn là phải coi chừng là dựa vào tiêu chuẩn nào mà quẹt bỏ của người ta, dựa vào tiêu chuẩn nào mà quăng luôn à. Ờ, chứ cái mà mình nghe không nổi, mình không hiểu rồi, mình không giữ ý, mình quăng là không đúng rồi nha. Khó à, cho nên nó khó lắm. Vi nhân nan, tả đắc chỉ tận, búp đầu càng, cánh tả kỹ cá, vi nhân nan.
làm người khó, làm người rất khó. Tả cái việc làm người khó đó, giấy hết rồi giấy khô, tả cũng không hết cái việc làm người khó. Khó lắm. À, đại từ bi là đuôi. Sư tử ống á. Cái con sư tử là đại từ bi là đuôi con sư tử. Thành ra sư tử ống là Bồ Tát, là cái danh hiệu để chứa đựng cái phương pháp tu hành. Trong này phải có phải tu đại từ bi. Đại từ bi là các vị phải biết đó. Từ bi hỷ xả, ta gọi đó là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm đó mà Đức Phật cái đem mà gieo trồng ở trong vô lượng chúng sanh, những cái đức từ bi hỷ xả gọi là tứ vô lượng tâm. Mà đại từ bi á, tức là từ năng hỷ lạc, bi năng bạc khổ, cho vui tất cả chúng sanh và nhổ đi cái gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Đó là cái đuôi của sư tử đó. An trú tối thiền là hang thanh tịnh. Cái này hổm tôi nói hổm rồi đó. Sư tử ống, cái con sư tử, cái hang của nó là an trú trong tứ thiền. À, phải lấy ly để sanh hỷ lạc, tu định để có ra hỷ lạc. Cái hỷ lạc đó, nó muốn có cái hỷ lạc cao hơn phải ly cái hỷ lạc đó, có cái nhiều lạc. Cuối cùng rồi xả nè, đã từ đại bi đại hỷ đã xả nè, xả chỉ còn có một niệm thanh tịnh thôi. Lấy cái đó mà làm cái hang của sư tử đó. Lấy tứ thiền làm hang. Vì chúng sanh mà gầm rống pháp âm như sư tử, nhằm dẹp phá ma quân, hiển bày trí lực Phật, mở mang đường lối làm cho nương, làm chỗ nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh. Mấy cái này đều là ý nghĩa rất là quan trọng. À, gầm rống pháp âm như sư tử, nhằm dẹp phá ma quân. Cái từ ma quân tôi nói rằng tôi nói mà tôi không biết đại chúng là có để ý chưa. Thế cái từ ma quân này chúng ta phải học và phải hành thật sự. Ma có bốn thứ ma, chứ nó không phải là cái loại mặt xanh đánh bạc rồi trời mưa cái rồi nó xẹt lên tất lân tinh màu xanh ở các nghĩa địa như người ta hiểu. Không phải thứ ma đó. Cho nên là phải chinh phục các cái thứ ma quân là phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma. Và tử ma là một cái thứ mà nói ra là không mấy người dễ nhận. Bởi vì ai cũng sợ chết lắm. 60 trở lên, 70, 80. Cỡ đó nói khả dĩ có thể nghe nổi mà cũng còn chưa nghe nổi. Còn nói chi mà dưới 60 mà nói cái chuyện chết mà đừng sợ thì dường như không ai chấp nhận. Nhưng mà thật sự là cái người đệ tử Phật, dù mình còn trẻ nhưng mà phải luôn luôn là tư duy quán chiếu về tử ma. Phải học cái câu vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Đức Phật đã từng hỏi các vị tỳ kheo rằng mạng người sao ấy với ông, mạng người được bao lâu? Người nói mạng người trong một ngày. Phật nó chưa hiểu đạo. Hỏi ông khác theo ý ông thì mạng người nó được bao lâu? Người nó nói về trong bữa ăn. Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Hỏi ông khác theo ý ông hiểu thế nào vấn đề mạng người? Ông thì khen nó nói bạch Thế Tôn, theo con hiểu là mạng người trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào là rồi, hoặc là hít vào mà không thở ra được là rồi. Phật nói ông hiểu đạo đó. Do vậy mà bậc tiền bối ta nó mặc đã lão lai phương niệm Phật mà cô phần đa thị thiếu niên nhân. Tu hành đừng có hẹn tới già, tới bao nhiêu tuổi hết á. Đi ra nghĩa địa mà coi biết bao nhiêu cái thứ
mồ mả của trẻ con bao nhiêu thì mồ mả của người lớn cũng cũng bao nhiêu như vậy. Đấy. Do vậy cho nên là bỏ dẹp bỏ cái ma quân, mà trong đó có cái tử ma là ghê gớm lắm, đâu phải để ý đó. Hiển bài trí lực Phật, mở đường lối làm chỗ đường về cho bọn tà kiến. Tà kiến là chúng ta mà không khéo là học mấy mươi năm về này ngồi đông vậy nè, mà chúng ta vẫn còn tà kiến dài dài. Thân kiến các vị giải quyết được chưa? Biên kiến các vị hiểu kỹ chưa? Tà kiến là mê tất cả những cái thứ quỷ thần không bao giờ có đó. Mà trên thế giới này là biết bao nhiêu triệu, biết bao nhiêu triệu cái thứ dân tộc. Mình hiểu rằng trên thế giới có trăm mấy chục nước rồi chứ bao nhiêu triệu thứ dân tộc. Chứ không phải là 180 nước có lá cờ đó, rồi 180 rồi giống dân, không phải vậy đâu. Trong một nước thì nó có nước cả ngàn, có nước 2-3 ngàn giống dân tộc. Đất nước Việt Nam mình hiện giờ có một cái giống dân tộc đó, nó có chừng 200 người thôi. Nó mà vẫn có nói một thứ tiếng, một thứ văn hóa. Cho nên là mình nói rằng Việt Nam mình có 4-5-60 thứ giống người chứ không phải hơn nữa. Mình chưa phát hiện ra hết. Cho nên mỗi một giống dân tộc vậy nó có một cái kiến giải, một cái sự chấp mắc, một sự tin tưởng, một sự thờ phượng, sự cúng lại, sự là tin tưởng khác nhau ấy. Mà tin như vậy là tà kiến đó. Tà kiến đó. Riêng với tôi thì tôi nhìn thức, tôi nhận thức là cái đạo Phật của chúng ta phải nói rằng là chính kiến đấy. Nhưng mà mình nói đạo Phật mình chính kiến chứ không phải người nào ta cũng nghe. Bởi vì đạo Phật của mình á, 10 pháp giới đều là đầu ta và tim, tim của ta mà thôi. Nhật nhân dục liễu tri tâm thế chứ Phật ưng quán pháp giới tâm nhất thiết, duy tâm tạo. Tâm đây không nghĩa là trái tim, cũng phải riêng cho cái đầu. Mà vừa đầu vừa tim, mà đầu tim mà không phải là đầu tim là cái này, mà cái tâm là cái mà không bao giờ tìm có là cái gì. À, cái chữ tâm nó ngộ vậy là tâm là cái tư duy, cái nghĩ ngợi. Nó không là cái gì hết, nhưng mà nó làm cho ta có thể đau khổ ghê gớm, cung cực, cực ác. Nó cũng làm cho ta cực thiện, nó làm cho ta cung cực đau khổ, mà nó cũng có thể làm cho ta cung cực an lạc niết bàn. Cái đó chứ không phải là tâm là tim, mà cũng không phải là ốc. Nó không rời tim và ốc, mà nó không phải tim ốc. Nhất thiết duy tâm đạo. Chỗ đó chỗ hay lắm. Cho nên chúng ta học đạo là chúng ta đâu có ngán cái thứ quỷ ma thần thánh gì người ta nói, hoàn toàn không bao giờ nghe. Tôi thì không bao giờ nghe bất cứ ông gì. À, nhưng mà mình nó là tôi, nên người ta thì không phải là tôi. À, cho nên là may mắn một vài người nhận thức giống mình thì mình cũng thấy có đồng minh cũng vui đấy. Nhưng mà còn đại đa số là người ta không chấp nhận nổi cái đó. Cái đó người ta gọi là chủ nghĩa vô thần. Mà sự thật, mình không phải là đi theo cái đạo của ông Các Mác. Mà ông Các Mác là gì? Là cái người, tôi cho là cái người có nghiên cứu đạo Phật. Cho nên ông quýnh gục các cái thứ mà hữu thần nhảm nhí. Rồi ông lập ra cái một cái tư tưởng là vị tha, tư tưởng vị tha bình đẳng. Nhưng mà người ta đi theo không kịp cái tư tưởng vị tha bình đẳng đó. Ông đưa ra chủ nghĩa vô thần, người ta chịu không nổi. Thế giới chịu không nổi, thành ra chống vô thần. Rồi cái mà gọi là cộng sản đó, tức là mọi người của cả làm ăn là chung cùng chia sớt lẫn nhau bình đẳng để xài bình đẳng đó, làm cũng không nổi. Vì làm không nổi cho nên người ta không chấp nhận cái chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa cộng sản. Chứ không phải là hai cái chủ nghĩa đó là sai. Không có sai. Phật là vô thần đây. Nhưng mà mình nói Phật mình vô thần là bổn đạo bỏ hết. Bỏ hết. Trời ơi, tôi tin Phật mà. Tôi tin trời mà hả? Có Phật là có trời.
có trời là có thần, có thánh. Thế là tung hàm Bà Lạc Sáng Cấu. Mà tin hàm Bà Lạc Sáng Cấu như vậy là lại là không phải đạo Phật. Đấy, do vậy cho nên là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo này nè. Chấp nhận đấy. Tôi nói ra như vậy nghĩa là tôi chấp nhận. Biết bao nhiêu người không chịu nổi. Người ta chịu tin lung tung beng, thờ lung tung beng, lại lung tung beng, cầu nguyện lung tung beng để nó an ủi tâm hồn người ta. Còn đạo Phật thì là trời ơi, kim sanh tiểu tu quyết đáng, tiểu liệu bất do biệt, nghiệp do tức ý dùng nhiên, bất giữ chư trần tác ý, tâm không cảnh tịch, chỉ dị cửu trệ bất thông. Tổ nói, Tổ Sơn nói thế. Đời này tự mình định đọc số phận mình không do ai hết. Tâm vẫn không có gì, cảnh vẫn, tịch bịch vắng lặng cũng không làm tội lỗi cho ai. Ấy thế là tại vì mình bất thông. Bất thông mình bị chấp ngã, mình bị chấp pháp, thành ra tâm và cảnh mình nó ràng buộc nhau làm cho mình đau khổ. Thế thì bây giờ tức ý dông nhiên bất giữ chư trần tán đối, dứt đi cái ý niệm chấp mắt ở bên trong. Phải làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình. Phải làm chủ được sắc thanh hơn vị xúc pháp là cái đồ không có thật. Nó là pháp duyên sanh như quyển, đừng đam mê nó. Thế thì tâm không cảnh tịch, vậy mà chỉ vị cụ thể bất thông từ nào giờ mình không biết vậy. Cho nên mình đau khổ vì nó. Chứ kỳ thật tâm vẫn không cảnh vẫn tịch, không ai làm khổ cho ai gì hết. Mà tại mình khổ là tại mình bất thông đây, tại mình không nhận thức được cái chân lý tâm không cảnh tịch. Thế thì mình nói tới đó rồi cái nó đi vào cái chân lý của đạo Phật. Mà người ta lo làm giàu nghèo hơn thua phải quấy tốt xấu, ta đâu có tư duy quán chiếu nổi cái đó. Thành ra mình nói là ta không nghe thì là ta mình phải chịu cô đơn thôi. Đấy. Do vậy cho nên là tôi là tu sĩ, tôi đệ tử Phật đây. Nhưng mà tôi nhìn cái tổ chức, cái việc tu hành của đạo Phật chúng tôi ngán vô cùng vô tận. Ngán là sao? Ngán là nếu mà mình đồng hè nhau, mình nói thật hết, thì chẳng lẽ đạo Phật mình không có bổn đạo đệ tử gì hết sao? Ít quá. Còn bằng chiều họ để cho họ vừa ý á, cho đông á, để quy được nhiều á, mà mình không dám nói thẳng á, thì cái đó mình còn có kiếm đệ tử quy nhiều được. Nhưng mà cái đó mình nói như vậy là không phải đạo Phật. Cho nên dưới con mắt tôi mà tôi đi thấy cái chùa mà vẽ cái hình của thập điện Minh Vương đó, nhất điện Bình Đẳng Vương, diện điện Thế Vương, vô Tam Hiện Tống Đế Vương, rồi quỷ sứ móc rũa cắt lưỡi rồi kia đó. Tôi nhìn tôi thấy cái đó nó đau cái lòng của tôi biết chừng nào. Làm gì có những cái thằng đó, chú bày quyền gì chú bày xử người ta, ai phong ai bỏ phiếu mà rồi cắt lưỡi đời này qua đời khác, mổ ruột nấu dầu hành hạ người ta. Cho nên cái đó là một cái hình dung là thấp nhất để độ cho những cái người mà không chịu học, buông lòng phải nói cái lý nhân quả và cái kiểu tạo ra cái gọi là thập điện Minh Vương đó, tạo ra nhà văn, tạo ra thập điện Minh Vương đó để hù, để dọa những cái người mà không chịu tu hành. Chứ cảnh đó làm gì có thiệt. Thành ra tôi nhìn qua là tôi cười tôi đi thôi. Còn các bà các cô thì gặp đâu là xích xoa đó, hết thà đó, sáng sợ lại đó. Có người ta tạc ở trong nhất tượng những cái phù điêu rất đẹp thì lại coi còn trang trọng, là còn sợ dữ tận đó. Chứ kỳ thật không hề có cái đó. Ê, cái đó khó lắm đó nha. Cái chữ tà kiến đó vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh đấy. Cái chữ đó là ghê gớm. Vỗ về những hạng người sợ sợ tử sanh. Mà trên đời này ai lại không ham sanh, ai lại không sợ tử?
đây mà mình nói mà mình bảo người ta không sợ tử thì làm sao người ta chịu được. Đấy. Nhưng mà sự thật, các vị lớn tuổi phải để ý, nghe Phật đi, để mà an lành trong cái khúc chót. Còn cái tuổi trẻ thôi, tôi coi nhầm nhầm nó thôi. Cứ hút hít, cứ chích chót, cứ nhảy nhót, cứ thuốc lắc lắc, cứ đờn ca hát sướng, cứ là người mẫu, cứ là tiếng hát truyền hình vân vân. Trục cái đó rồi đối với tôi nhìn vô tôi thấy nguyên nhân đau khổ tàn bạo, vô lượng khổ đấy. Thì cái cô gì đó nổi tiếng vợ trong tù cái cả, cái cô rất nổi tiếng, cái tên tốt gì Yếm Yếm gì đó, à, nổi tiếng đấy, đó, sang đó, đẹp đó, làm ra tiền đấy. Cho nên cái cỡ tuổi đó thì tôi không nói. Nhưng mà tôi muốn nói những người từ 60 trở lên, 70 trở lên thì càng phải nên nghĩ thế này, dỗ về an ủi những người sợ sệt tử sanh, đừng ham sanh nữa mà đừng sợ chết. Con cháu nó nuôi nổi thì nó cho gì ăn nấy, nó mượn mình coi nhà thì mình coi nhà, nó mượn mình giữ cháu thì khả năng giữ được thì giữ, rồi thì tâm hồn để cho nó nhẹ nhàng, để cho nó thảnh thơi, để mà hướng về với cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất bất tịnh, thường tư duy, thường quán chiếu, thường trụ trong cái chánh định, cái tâm mũi đó, để mà hưởng cái an lạc của Niết Bàn mà Đức Phật đã cho ban tặng nó. Thôi hết giờ là gần đây cũng được. Đi mãi nữa. Dạ, cũng vậy thôi, không gì mà. Thôi đi, thử lộ Bình An nha. Dạ, chúng sanh.